Hello anh em, thì bữa nay có mấy anh em ở bên ngoài tỉnh thành đó, vậy đi trở lại đảo về nhà Tú chơi. Thì đường bữa ập ở nhà Tú là bữa nay ập xe điện nha anh em. Thì chung á là giờ cũng chiều rồi, và do nhà anh em xa nên có một số anh em đã về trước rồi, chứ không thôi là đậu bít cái xăng của Tú luôn á. Hồi lúc trưa anh em nhà xa quá năm ra là về trước, với lại là có nhiều anh em ở bên thành phố đi phà nữa, phải tranh thủ về tận kịp phà này kia. Thì anh em biết rồi, xe điện đâu giống như xe Honda được. Thì nhìn cho mà trong này có 16 chiếc xe, mà hơn phân nửa xe trong này là toàn là xe chạy dữ không nha anh em. Thì để bây giờ mình đi chi tiết từng chiếc cho anh em coi luôn ha. Nói chung là nay Tú hơi đau họng tí, Tú nói chuyện hơi nhỏ, với lại là cái tiếng nó có khó nghe, anh em thông cảm Tú nha. Thì cái chiếc xe điện này là của súng. Xe này anh em biết rồi, xe này súng mới độ thêm đèn ha, 4 cái. Thì xe này có súng chủ yếu là để đi cày ruộng thôi, nên ra là sình bùng này kia khá nhiều. Thì xe súng mới vô được cặp phục khác nha anh em. Thì súng nói sương sương là bữa hảm đi đi buổi tối bị xe tải đá đèn này kia chá mắt, nên ghét lên 4 cái đèn của nhà Tú luôn ấy. Thì dự án của súng là hết tuần này là lên thêm 6 cái nữa là đủ 1 chục nha anh em. Thì đèn Tú bán rẻ à. Ok, thì xe súng mới vô được cặp phục hay là so. Lâu lắm rồi mình không có quay xe đạp điện cho anh em xem á, nên nhiều anh em cũng thắc mắc hỏi ủa anh Tú nghỉ quay xe đạp điện rồi hả. Nói chung là Tú làm xe kẻ nha anh em, giống như là anh em ăn sáng vậy, nay ăn phở, mai ăn cơm tắm, mốt ăn hủ tiếu, bữa sau ăn bò kho, bữa sau không có tiền ăn mì gói vậy thôi. Thì mình cũng vậy, quay clip nó phải phong phú tí, Tú hay đổi chủ đề này kia, giải trí, xe lớn, xe nhỏ, xe mai mốt Tú quay tới mấy cài luôn, anh em cứ yên tâm đi. Rồi thì chiếc này cũng súng ha. Thì cái xe sát bên này là bên thành phố qua nè anh em. Xe này thì làm theo cái kiểu mấy chiếc rắc á, yên bằng vậy nè, chế sườn hàng bắt bát thì kia kiểu. Thì xe này đằng sau vô được cái phục được chơi nè. Mấy cái xe này thì nó chạy dữ lắm anh em. Anh em thấy bình không? Chạy không dữ mất sao? Thì đúng rồi, xe này công an khóa dữ lắm. Thì xe này đằng trước thì gắn được cái ốp đầu của E150 nè. Xe này sương sương, chủ xe nói chạy đâu đó cỡ 100 á. Ê có chữ gì kìa? Chiếc này chữ gì vậy? Này Durex mà. Là gì? Thương hiệu nổi tiếng không nội. Rồi thì qua tới chiếc bên này ha. Thế là mình đi sương sương nha. Chứ mà đi chi tiết hết cái dàn xe này thì tới ngày mốt anh em cho chưa hết cái clip nữa. Thì xe này cái cổ không biết cổ gì luôn mà cập xuống, làm thêm cái điểm nhấn đi cho nó ngầu thôi. Xe này cao nha anh em, chiếc này cao như cầu cào vậy á. Xe này không đèn ha, không về. Chạy vô giống sình cái nồi chứ. Hồi nãy chạy vô cắn bảy ấy rồi, văng rồi. Vậy đúng rồi. Mượn chai dầu thơm xịt nữa không nội. Rồi mình tới xe bên này ha. Thì xe bên này yên cũng làm theo kiểu là yên rắc luôn. Có điều cái yên ở bên này ngồi thì auto dập trứng, tại vì nó không có gì để mềm hết trơn á. Này là cây rồi bọc lên một cái miếng dây yên thôi. Cái yên bên này nó có mút nè, cái này mềm nè. Thì xe này sương sương 6 bình nha anh em. Bo này thì để dành chủ xe nó dắt cục bo ngay đây nè, đặng xô hàng bài luôn. Nhìn xe vậy thôi chứ mà bo cục nào cũng thấy vậy không anh em. Ở đằng trước xe này thì đang đi là một cái cổ 5-7-80 khúc gì á. Thì là nó tùm lum khúc nè anh em thấy không. Nói chung là mấy cái cổ này Tú quay cũng khá là nhiều anh em chứ không biết rồi. Xe này nó có 2 công dụng. Cái nhất đó là bạn lấy đi học. Cái thứ hai là sáng mẹ của bạn này lấy đi chợ nên gắn gỗ. Xe này thì không có phuộc sao. Chiếc này thì cũng làm yên rắc luôn. Xe này đằng sau thì vô được cặp phuộc của xe máy. Đằng trước gắn thêm được cái đèn, ví vô được cặp bao tay Racing Boy. Nãy giờ mấy chiếc kia đi cầm ha, xe này đi mâm. Cái chiếc bên này là 6 bình, ở đằng sau đi được cặp phục ni trong. Thì ở đằng sau này là chủ xe bỏ cái yên, đặng xô lên cái cục bo. Đây, xô lên cục bo ha. Cục bo dài hơn 1 gang tay đúng nha anh em. Anh em thấy chữ nữa sao mấy xe này khoái dáng này ghê anh Tú. Chữ gì? Đó. Dulet hả? Tại vì người ta xài cái này nhiều, người ta được ưu đãi, người ta tặng không nội. Chế gấp quay thôi, gấp quay gắn phục đi trong. Xe này thì bao nhúng, hành trình nhúng êm không. Xe này sương sương chạy cũng 80 không? 105, hồi nãy chú xe nói 105. Dốc. Tình thôi chứ giờ anh nói em cũng không có tin. Xe này lấy được mấy giải rồi nha anh em. Bữa lấy được cái giải rụng găng với một cái giải sức mơi. Chưa có sức mơi không nội. Mấy cái giải thịt bò đồ gì á. Ở bên này thì xe này 6 bình. Thì thường mấy cái xe này á là xe đi xa với lại là độ bài lớn, chạy nó rất là tốn điện nên thường mấy xe này toàn đi nhiều bình không. Xe này 6 bình ha. Xe này không có khoe bài nha, xe này giấu dưới này. Thì nhìn chung xe này nó cũng riêng thôi, nó không có gì đặc biệt ha. Chủ yếu là cái xe này vô phần nội công thôi nha. Rồi thì mình tới cái chiếc tiếp theo đây. Cái chiếc này á là nhìn chung là cũng yên ấy luôn, yên làm theo kiểu rắc. Cái này là sắt thôi, sườn hàng thêm vô thôi. Kiểu như là chủ xe nói xe này chạy ghê quá, xé sườn gì đó hàng thêm cho nó cố định lại cái xe, đúng không? Ở đằng sau thì cũng được cặp phục ni tông để thử độ nhúng ha. Cái này cũng ngon anh em.
Nếu mà phuộc mà bình thường anh em mà để nghiêng vậy á, cái hành trình nó nhúng nó sẽ không ngon như là cái phuộc mà nó thẳng nè. Xe này nguy hiểm nè. Sao nguy hiểm? Cái vỏ bình mất tiêu, bình nó lộ ra ngoài luôn kìa. Vậy xe này là người ta xô bài. Cái này không phải là mất cái vỏ bình, em hiểu không? Cái này là người ta gọi là người ta xô bài. Ở đây á, mưa cái ăn cứt luôn à. Nó không bao giờ nó mát hết trơn á. Bình khô mà nó đâu có mát điện được đâu. Ai biết hên xui. Dữ lắm là nó giật chủ xe le lưỡi thôi chứ đâu có gì đâu. Đó. Thì xe này 6 bình luôn nha anh em. Cục bo này hiện gian tay tôi thôi. Không, cái nào có ra cái đó, cục bo này gian tay tôi, nó gian tay. Thì hầu như là mấy cái xe này nãy giờ tôi quay là đa số là bo ngàn trở lên không nha anh em. Còn lỗi thì gì không biết. Ở bên này thì một chiếc dán thì cũng như riêng thôi, nhưng mà vô phần nội công, với lại đằng sau đi được cây phuộc mâm tùm lum lá luôn nè. Đó, nói chung là nhiều lá quá à, đếm không nổi nên thôi. Sao lá mới đếm hay rồi, vậy là em hay rồi. Rồi mình nói đại nó mình nói đại nó tùm lum lá đi. Đó, đằng sau này cũng vô được cây phuộc được chơi. Xe này chạy không sợ bớt sao? Không sợ, có tên kìa. À, không mà xe này biết sợ sợ gì không? Sợ le lưỡi thôi. Dây điện nè. Trời ơi trời, chơi cộng nào cũng nấy bự hơn dây điện ba pha nữa anh em nè. Cộng nào cũng nấy hết thân luôn. Bình thường cái cục bo của người ta là bề ngang nó như đây thôi. Cái cục này thuộc dạng là cái cục xịt cá rồi anh em. Hả? Trời ơi trời, nó bự à. Này thích điều mà đi xịt cá rồi chứ không phải là cục bo nữa rồi. Thì xe này vẫn 6 bình luôn. Một tí nữa mình nổ máy cho anh em nghe nha. Có máy hả nổ? Mình chặn ga quay bánh. Chiếc bên này thì 5 bình. Chiếc bên này 5 bình, bo cũng bự chảng luôn. À, có cái dè tự chế nữa nè. Đó, dễ chịu chứ. Đèn là 4 thôi. Dưới xe này đang đi mão S150. Hồi nãy giờ tính là em quay cái đít xe không, em không có quay cái đầu xe luôn á. Thì nói chung là cái phần đít nó có điểm nổi ở phần cây phuộc nên chung đứng phía sau nha anh em. Rồi tí nữa em biết xe này xe gì nè. Xe này xe gì? Xe xô bài giống anh nè, nói đâu. Thì xe đập điện. Em nói vậy không. Xe đập điện xô bài gì đó. Thì xe này cũng 6 bình nha anh em. Xe này thì 2-3 cục lận. Bình thường ta có một cục, xe này nó 2-3 cục luôn nha. Thì nói chung á là xe nó có cái gì thì tôi nói đó thôi, còn ông nội tôi cũng không biết cái cục này cục gì nữa. Tôi đâu có thợ sửa xe đập điện đâu, tôi biết anh em. Thì cái xe này cũng làm đại sườn hạ phuộc luôn. Xe này trước hạ phuộc luôn. Phần đầu thì đầu ốp đầu S150 thôi, Bota Spider. Ở đằng sau này á là đi phuộc xe Honda, cũng gấp chế gấp quay nè. Đi phuộc xe Honda ha. Rồi. Nữa. Thấy mấy cái nhãn hiệu này hoài luôn á. Đâu. Trời ơi, đã nguyên một tem của người ta rồi. Nguyên tem hả? Ừ, rồi mình tới chiếc bên này ha. Rồi ekip phụ hộ luôn nha là ở. Từ hồi mà khai sinh lập địa là tới giờ, từ lúc tôi quay xe chưa bao giờ mà tôi quay một lượt mà nhiều xe đến như vậy luôn á. Sẵn bữa nay quay cho anh em coi thôi. Chủ yếu là cho anh em có một cái trải nghiệm, anh em xem được cái hình ảnh, anh em có thể tham khảo cách của những anh em này chơi. Nếu anh em thấy ưng thì anh em có thể làm theo, còn nếu anh em thấy không ưng thì thôi vậy thôi. Ủa sao ngoài miền Bắc cái chạy đập điện kìa? Ở ngoài là chơi CS Man, còn ở trong miền Nam mình là chơi theo cái kiểu là rắc, hiểu không? Ở miền Nam mình là người ta chơi theo cái bài tốc độ. Mua xe kia ngon hơn á. Rồi thì mình tới chiếc này nha anh em. Chiếc này thì ở đằng trước này gắn cái vỏ cục bo thôi, không dè luôn ha. Ốp thì ốp đầu thôi. Xe này không có đu led nha. Vậy là không chung tem rồi. Ờ, ghê xe này. Ấy có cái này ngon à. Nào. Cái này nè. Cái này của anh. Thì cái xe này 5 bình. À, cục bo cũng bự chảng luôn nè anh em. Đó. Ở đằng sau này cũng đi thêm cái phuộc đồ chơi thôi. Đó, đằng sau đi thêm phuộc đồ chơi. Xe này 5 bình nha anh em. 5 bình. Rồi mình tới cái chiếc bên này đi. Chiếc này là 7 bình. Phuộc đằng sau, phuộc đồ chơi. Hồi nãy giờ mấy xe kia có 6 bình rồi đúng không? Ừ. Chiếc này tới 7 bình chứ à? Hồi còn chiếc 9 bình nữa. Chạy được không? Không, gắn chơi thôi. Nè, chiếc này là 7 bình. Ở trong này 4 bình thì anh em cũng biết rồi, ngoài đây 3 bình nữa nè. Đó, ở đằng trước thì hạ rắc hàng thêm phuộc lên ghi đông. Rồi thôi, ghi đông clip on rồi thôi ha. Xe này có gắn trợ lực luôn nha anh em. Trợ lực còn kéo quá. Vậy nghe tiếng kêu à. Trợ lực này đang giúp cho chủ xe nhanh rụng răng chút. Bữa nào nó kẹt nó không có trả được á. Thì yên đằng sau thì cũng vậy luôn. Theo cái phong cách là rắc luôn, hạ luôn ha. Đó, phuộc sao thì phuộc được chơi, nhúng nè. Phuộc này khá nằm nha anh em. Kiểu như chủ xe không thích gắn từ đây lên đây, chủ xe thích gắn qua đây đang cho nó có cái độ nằm, cho nó lùn cái xe xuống á. Tác dụng là lùn xe á anh em. Cái chiếc này mới giữ nè anh em. Xe thì ngầu thiệt chứ. Bây giờ anh đếm bình nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bình. Đúng không? Nãy nói em có chiếc xe 9 để bình giờ đúng không? Anh đếm lại mới lên. Đếm ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây 2 bình nữa đúng rồi. Sau cái tặc
em lớn cái tuổi nữa, anh nói thì em tin. Đâu, tại em quay cho anh em coi á. Xe này chính bình nha anh em. Thì xe này đặc biệt quá nên dắt ra quay riêng cho anh em coi ha. Thì xe này nhìn chung là cái dáng cũng ngầu gọn, bao gọn luôn. Hồi nãy giờ trong cái dàn xe là có chiếc này gọn nhất nè anh em. Nói chung là chủ xe đi điện đài này kia các kiểu cũng gọn. Thì ba cái xe mà độ anh em biết là dây điện nó khá là nhiều, giấu nó cũng khó nữa nè. Cái xe này chạy được 105 nha anh em. À, thấy cục bo lỡ tháo ra sao biết đường nói lại trời. Vậy chứ người ta học nghề điện làm cái gì mà không biết nói ông nội. Ở đằng sau này thì đi phục đồ chơi thôi. Hình như tôi thấy đó là nguyên cái sườn này chế lại khá là nhiều. Giống như ở đây nè, chế thêm hai cây. Đây chế. Này kêu sườn hai khúc nè. Này là sườn đôi á ông nội, sườn rắc đôi, đúng không? Chiếc bên này thì 4 bình bình thường ha, phục bình dầu. Bình này bình gì chứ không phải bình dầu. Đó, xe này thì phần này giấu hết trơn anh em, còn gắn bẩn là anh em biết là xe này đồ zin. Cái chỗ này đang hứng nước mưa. Khi mà mưa xuống chảy vô đây nè, cái mình chạy xe ngoài đường trời nắng nóng á, mình khát nước. Họ cắm hút vô đây mình hút. Đó, để lại không? Mỗi một cách chơi của anh em là nó sẽ khác nhau hết. Cái chiếc này thì cổ một đống khúc luôn. Giờ làm biến điếm quá. 1 2 3 4 5 6 có 6 khúc rồi. Vậy 6 khúc. Ok, 6 khúc. Ở đằng sau thì cũng cục bo bị chản luôn. Rồi, thì xe này như zin thôi. Bây giờ mình nghe thử cái chiếc xe này cái ha. Thử chiếc nghe sương sương nghe. Trời ơi. Ôi, hết hồn. Rồi, tốn tiền chủ xe mua vỏ mới à. Xe này giữ anh em, xe này giữ. Xe này cũng giữ luôn. Chiếc này nghe hiền hơn nha anh em. Chiếc này nghe hiền, hiền khô à. Để chiếc này. Cái này cũng êm re. Chiếc này chạy hậu, nước đề nó không quạo là người ta chạy hậu phải không? Mệt nào? Ơi, xe này giấu bài anh em, phải bật cái công tắc ở trên này nó chạy mới dữ nha. Thì thêm hai bình nữa. Đó. Ui, chiếc này quay quạo quá Trung. Chứ này quạo nè. Quá tớ. Như quạt gió. 11 nhà cúp điện cái mình chế cái thành cái cánh quạt á, mình quạt. Cái sạc lại mấy bình hơn. Rồi. Cái chiếc xe này thì nó chạy theo cái công nghệ Thái Lan nha anh em. Nẹt lửa, nẹt lửa. Chiếc này đề 3G lắm anh em. Trong này chiếc nào dữ nhất ta? Ôi cái tem. Quá tớ. Cái này là sư phụ, sư phụ. Nãy giờ là đệ tử không phải không? Không, biết sao. Cái này là khách quá trời mối. Mối quen quá trời. Mối lớn. Xe này hay khô à? Xe này mốt rồi. Đập dục luôn. Ủa xe này ghê ta. Đó. Chứ này nghe hiền quá. Trời ơi. Tới tàn. Để thử cho anh em coi. Rồi chiếc súng đua luôn à. Đua mà, hồi đua mà. À giờ mình thử cái chiếc này mạnh nhất cho anh em coi nè. Chiếc này bắt đầu dở bành bành luôn nha. Thấy chưa? Chưa. Còn lại nha. Chúng tôi chỉ làm một lần thôi chứ lần sau là phải đi chồng răng ra rồi. Đấy, dẫn ra hai phụ. Thiệt, xe thường xe điện mà mình đổ anh em là mình phải đẩy vậy nè. Là nó mới chạy, còn xe này khỏi đẩy nha. Lên là vậy nè. Đó, dặn là đi luôn. Trung, kỹ nha.
Rồi xếp cái mồi này. Đó, chiếc này dữ quá. Rồi ghê cho. Cấp lớp à. Đôi khi xe điện nó mạnh hơn xe Honda đó ta. Anh em thấy thường xe người ta chạy cái đề ba là nó sắn vậy phải không nè. Rồi trái bo rồi. Ok anh em ơi, thì tổng quan nguyên cái dàn xe này thì có bao nhiêu chiếc thì tôi quay cho anh em coi hết rồi đó. Nói chung là chiếc này dữ nè, tới cái chiếc này nè. Cái chiếc này ngoại hình nhìn hiền hiền nhưng mà nội công ghê lắm anh em. Nên thôi thì chắc là tôi sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho tôi xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ chúng nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Hẹn lại anh em clip tiếp theo nha.